Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn chậm lại để chúng ta tập nhé. Đầu tiên thì chúng ta nghiêng chào và đọc tên bài kỳ số đấy. Sau đó chúng ta đưa hai tay trái nằm ngoài tay phải, sau đó chúng ta đưa chân trái sang mắt, chúng ta đưa sang bên phải luôn, giơ cao đầu gối, bàn tay đưa vào đây, thả tay ra, trổ mông lên, rút tay về đây, rút tay về, xong ta gạt sang bên này, xong ta đấm. Tiếp theo chúng ta đưa chân lên đây, thủ vào đỡ trong ra, sau đó chúng ta giống như mà là giống như là đỡ ngoài vào, nhưng mà cái tay là nó thấp, ta gõ từ trên xuống, đưa chân này lên đây đỡ ra, đưa chân này lên đây đỡ ra, thủ tay này về đây. Hết. Làm một nửa quyền. Sau đó chúng ta đưa cái tay này, đào tay, đưa vào đây, đỡ ra, trỏ lên, không rút về đây, gạt, đấm. Tiếp theo, nó lên đây, đỡ trong ra, gạt, gõ trên xuống, đỡ bên này, đỡ bên này, thủ vào đây, đấm ra. Và hết. Mùng hai đau tay, đưa về vị trí ban đầu, tay trái ngoài, tay phải trong, và bước ra quỳ, sau đó nghiêng chào và kết thúc bài quyền. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem. Nếu mà có cái gì cần hỏi, chúng ta hãy comment bình luận ở phía dưới, như thế sẽ rất là tốt, nó sự tương tác giữa huấn luyện viên và những người tập. Quý vị và các bạn hãy đăng ký kênh và bấm vào chuông để theo dõi nhiều video về nhiều lĩnh vực khác nhau của chúng tôi. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những video tiếp theo. Xin chào, tạm biệt quý vị và các bạn.